Vâng, tượng gỗ văn sáu hôm nay sẽ chia sẻ cho quý vị cái ngày 31 tháng 3 để cho quý vị xem được rằng là trong một cái ngày mà bệnh dịch của COVID tại Phổ Yên, Trung Thành Phổ Yên Thái Nguyên như thế nào. Thì đây, các cái sản phẩm thì chúng tôi ở nhà thì chúng tôi có thể là check cho quý vị để cho quý vị xem, quý vị theo dõi. Đấy. Rất là nhiều các cái mẫu tượng, và bây giờ chúng tôi sẽ đi ra ngoài cửa để cho quý vị xem là người ta có còn bán hàng hay không, người ta có còn lưu thông ở ngoài đường hay không. Đây quý vị có thể thấy đây, không khác gì ngày mùng 1 Tết. Đấy, quý vị thấy chưa? Khi mà ra đến đây rồi thì quý vị thấy tất cả đóng cửa, tất cả đóng cửa. Quý vị nhìn thấy này. Đấy, quý vị xem còn ai ra đường nữa không? Đóng cửa hết chợ. Bên trên này cũng vậy. Quý vị thấy chưa? Đấy. Ra đường thì gần như không còn ai nữa. Đấy. Quý vị thấy không? Đóng cửa hết. Và tại trung tâm của đồ gỗ Văn Sáu đây, hai bên cũng đã đóng rồi. Từ cái tầng hầm này cũng đóng này. Đấy, quý vị thấy chưa? Và kho xưởng ở bên này và những nhà ở bên này cũng đóng hết sạch, chả còn nhà nào mở cửa rồi. Đấy. Quý vị thấy không? Cái tác hại của bệnh dịch COVID ấy, nó làm cho cô lập toàn bộ con người đều phải ở nhà và không được đi ra ngoài theo đúng như chủ trương của chính phủ đã ban cái sắc lệnh đấy. Thì quý vị thấy chưa, hôm nay là ngày 31 và hiện tại bây giờ thì ngoài đường vắng tanh chùa Bà Đanh đấy, lác đác còn một vài chiếc xe đi lại đấy. Thấy chưa? Nhân viên của trung tâm đồ gỗ Văn Sáu cũng đã cho nghỉ 10 ngày đấy. Và quý vị thấy đây, các cái sản phẩm đây rất là nhiều và không thể nào mà để nhân viên đi làm nữa, bởi vì là tránh dịch cho nó đảm bảo cái an toàn đấy. Và hiện tại thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chia sẻ cho quý vị, để chia sẻ những cái sản phẩm cho quý vị, để cho quý vị nắm được. Quý vị cũng có thể là mua trên online được. Đấy, đây là một cái bức tượng giới thiệu với quý vị là thần tài này, bằng gỗ lưu nghiến. Đấy, rất là đẹp luôn. Giá thành của bức thần tài này là 3 triệu này. Bức di lạc này giá thành là 4 triệu này. Rất là to đẹp bằng gỗ lưu nghiến này. Và những cái bức tượng góc thiềm thừ này. Đấy, khuôn tầm cỡ khoảng độ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu một bức. Đấy, to đẹp như thế này. Đấy. Ông Quan Văn Trường đây, còn cái thanh đao của ông ấy nữa, và ông chống đao. Ông Quan Văn Trường này là cao 1 mét, giá thành là 3 triệu này. Rất là rẻ. Một số các cái tác phẩm như là tượng Di Lạc Vác Cành Đào Ngũ Phúc. Đấy, quý vị nhìn thấy được làm trên chất liệu gỗ hương. Tại trung tâm đồ gỗ Văn Sáu thì quý vị thấy được rằng là 3.000 các cái bức tượng, các cái mẫu tượng giá trị. Đấy, tôi có thể là chia sẻ cho quý vị như thế này. Trong cái mùa dịch COVID này thì chúng tôi chỉ có ở trong nhà và chia sẻ cho quý vị như thế này thôi. Còn đâu là chúng tôi sẽ không thể nào mà chia sẻ nó rộng rãi hơn như là ở ngoài, trưng bày ở ngoài được. Đấy, và chia sẻ như thế này là quý vị lắm cũng khá là rõ. Quý vị mua thì quý vị cũng có thể đặt trên điện thoại với số điện thoại là 0968 152 070 hoặc là 0982 282 070 để được sở hữu những cái tác phẩm mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Đấy, bộ bàn trà đây, 6 món này, 6 cái đôn. Quý vị có thể thấy được rằng là khi mà chúng ta trưng bày 6 cái đôn xung quanh cái bàn trà ở giữa. Một trong những cái tác phẩm này thì cũng rất là rẻ. Giá thành của bộ bàn trà này cũng rất là rẻ thôi. Quý vị nếu mà thiện chí thì quý vị có thể là xem, quý vị liên hệ. Đấy,
Đây là bức Di Lạc Ngũ Phúc ngồi dưới gốc cây đào, được làm trên chất liệu gỗ chắc đỏ đen. Bên trong là một cái mẫu tượng Đại Bàng đứng quả cầu và Tam Sư ở dưới. Hay là bức tượng Đạt Ma bằng gỗ pơ mu đây. Hay những cây đồng hồ, những bộ bàn ghế. Đấy. Rất là nhiều các cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi ở nhà chúng tôi vẫn có thể chia sẻ được cho quý vị. Quý vị tham khảo cũng như là quý vị được xem. Đấy. Quý vị có ưng ý các cái sản phẩm nào, nếu như mà cái cơ hội may mắn mà quý vị có được biết đến về tượng gỗ Văn Sáu, thì quý vị cũng có thể là liên hệ đến các cái số điện thoại, ví dụ như là số 0968152070 hoặc 0972282070. Quý vị sẽ sở hữu cũng như là hỏi thăm rồi thì tham khảo các cái giá thành của những sản phẩm này cũng rất là ok. Bức cuốn thư Đức Lưu Quang đấy, rất là đẹp đấy, quý vị có thể nhìn thấy rất là nhiều các cái sản phẩm. Khi mà quý vị thấy được các cái giá trị nghệ thuật chạm khắc cũng như là các cái đường nét với những tay nghề của những người thợ thổi hồn lên những cái tác phẩm này, quý vị thấy hay, thấy ý nghĩa chúng tôi chia sẻ các cái clip cho quý vị, thì quý vị hãy đăng ký kênh để mỗi một khi mà quý vị muốn xem các cái bức tượng, quý vị vào kênh của chúng tôi rất là dễ dàng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống. Chúc cho mọi người trong một cái dịp bị dịch nó hoành hành như thế này thì không một người nào mắc phải cái bệnh dịch Covid này cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thấy hay thì quý vị hãy đăng ký kênh để cho chúng tôi thấy một cái sự may mắn đến với quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.